Vừa qua, Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo với chủ đề Nâng cao hiệu quả website thương mại điện tử byvietnam.com.vn Hội thảo đã thảo luận về các giải pháp nâng cao hiệu quả thương mại điện tử B2B của Việt Nam nói chung và website byvietnam.com.vn nói riêng. Tại hội thảo, lãnh đạo Cục Xúc Tiến Thương mại cho biết www.buyvietnam.com.vn là website thương mại điện tử được xây dựng dưới sự hỗ trợ của Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch ASEAN Nhật Bản AGC. Song website này thiết kế khá đơn giản, chỉ đơn thuần giới thiệu về sản phẩm, chưa tạo không gian cho sự tương tác giữa người mua và người bán. Thành viên của website cũng không phong phú khi chỉ có doanh nghiệp Việt Nam mới được tham gia, vân vân. Các đại biểu tham dự cũng đã đóng góp nhiều ý kiến để website này thực sự trở thành một cổng thông tin xúc tiến thương mại, góp phần mở rộng kết nối, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm bạn hàng, phát triển thị trường nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của website, trên cơ sở đóng góp ý kiến lãnh đạo Cục Xúc Tiến Thương mại chỉ đạo Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin, Xúc Tiến Thương mại, Intech, nâng cấp thêm chức năng tương tác cho trang mạng, tăng cường liên kết với các website thương mại điện tử của chính phủ các nước ASEAN, tiến tới liên kết với EU, mở rộng đối tượng thành viên bao gồm cả doanh nghiệp nước ngoài.